Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ khám phá khu vực The Hay, là khu vực nằm phía ngay cây chổi đây nè, phía trên cây chổi đây. Nó có cái biểu tượng nguy hiểm đây nè. Đấy, cái biểu tượng đây là cái khu vực The Hay. Và để đến được cái khu vực đó, các bạn phải có một cái mặt nạ phòng độc. Và bạn cần đem theo vũ khí. Vũ khí nào cũng được, tùy theo sở thích của bạn. Mà đam cao cao tí thì càng tốt. Và một cây búa level 2 và một cây rìu level 2. Và một cái xẻng Black and Silver. Đấy, như đó là các bạn đủ để chinh phục cái khu vực đã hay rồi. Còn về cái phần giáp á, thì các bạn tùy theo ý thích của bạn. Các bạn cũng muốn cái giáp nào cũng được. Nhưng mà đầu tiên á, để vô cái khu vực đó an toàn á, các bạn cần có cái mặt nạ phòng độc. Mình sẽ lấy một cây, cái này không phải là cây rìu hay cây gì hết. Cái này là một cây kiếm lớn, gọi là Greatsword. Mình sẽ sử dụng cây này. Còn về phần trang bị á, thì mình sẽ sử dụng mặt nạ phòng độc và cái giáp Roly Poly và một cái giáp của con ong. Vậy thôi đủ rồi. Đó, chủ yếu là cho nó đẹp thôi. Rồi vậy là mình đã có vũ khí, cây búa, cây rìu level 2, xẻng level 2 của con kiến đen. Bây giờ mình sẽ qua tới khu vực The Hay nhé các bạn. Rồi hiện tại mình đã tới khu vực The Hay. À, các bạn nhìn kìa, thấy không? Chưa vào tới khu vực đã có nhiều, rất là nhiều cái vụ nổ khác nhau. Những cái nấm á, có thể phát nổ, và những cái con bọ nhỏ nhỏ á, giống như con rẹp hoặc là những cái con đó, những con này á, tụi nó có thể phát nổ cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Đó các bạn thấy chưa, những con này á, nó đã bị infested, có nghĩa là chúng nó đã bị nhiễm chất độc đó nha. Đó các bạn nhìn thấy tụi nó không, hình như tụi nó nổ mà tụi nó chưa có chết. Tại mình chơi chế độ creative á, thì tụi nó sẽ không tấn công mình. Và những cây nấm này nè, bạn thấy nó chớp chớp không? Mình lại gần nó sẽ nổ liền. Để thu hoạch được cây nấm này á, mình sẽ cần có một cái rìu level 2. Chặt liền. Các bạn không chặt liền thì nó nổ sẽ khiến bạn có máu. Chặt này ra, nó sẽ cho mình fungal grow. Cái này để mình chế tạo những trái bom đấy. Ở dưới đây á, có rất là nhiều những lũ bọ bị nhiễm chất độc. Các bạn vô nên cẩn thận nhé. Các bạn phải giết nhanh, nếu không giết nhanh thì sẽ nổ. Các bạn giết bọn chúng á thì bọn chúng sẽ rớt ra cái fungal scroll này, dùng để chế tạo bom. Những thứ bộ phận của chúng có là acid gland nè và cái lava spike. Những con bọ bombardier này không có đủ khả năng để tiêu diệt những con này. Cái chết thảm thương của con bọ bombardier. Mình sẽ tiếp tục đi sâu vào khu vực The Haze. Trong video này á, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tắt cái chất độc đó lan tỏa đây, các bạn sẽ dễ nhìn thấy hơn, nó không làm cho bạn bị mất cái tầm nhìn đi nữa. Thấy không, những con kiến không có khả năng đi vô khu vực này, nó sẽ bị chết bởi cái chất độc đó. Thấy không, xác kiến một đống luôn, nó nổ banh chành hết đó. Khu vực này cực kỳ là nguy hiểm. Những con ruồi cũng bị nhiễm độc luôn, infected gnat nè. Mình sẽ tiêu diệt nó sẽ rớt ra gì, cũng sẽ rớt ra những cái đồ vật bình thường, con ruồi bình thường sẽ rớt, kèm đó nó sẽ rớt theo cái fungus roll này. Rồi mình tiếp tục đi sâu vào cái khu vực cực kỳ nguy hiểm này nữa đây. Mình chỉ mới cái rìa ngoài thôi đó. Vào trong thì mình nghĩ sẽ có nhiều con sinh vật khác nữa. Đó, bạn nhìn kỹ cái bình này nè. Cái bình này là nó phát ra những cái khói độc hại này đây. Đây, ở đây thì có những cục quát sai nha các bạn. Bạn thấy những cục này là bạn lấy liền, tại vì nó rất quan trọng cho để nâng cấp vũ khí. Nó cần rất là nhiều để nâng cấp vũ khí lên level cao. Level thấp thì cần ít thôi, level cao thì cần rất là nhiều. Ở trong cái khu vực này đó, ngay cái rìa này các bạn thấy không? Các bạn để ý nha. Đó, ngay cái rìa, ngay cái chỗ mình đứng luôn, sẽ có một cái cục Mimolot. Rồi các bạn cần thu thập nó để nâng cấp nhân vật. Cái bản cập nhật mới này đó, nó làm cho cái FPS của cái trò chơi này nó giảm xuống khá là nhiều. Đó, những con rẹp. Đây là những con rẹp màu đỏ đỏ bạn thường gặp trong khu vườn. Hiện tại nó đang bị infested, nó bị nhiễm chất độc á. Nó, những con rẹp này á, chiêu thức mới của nó là sẽ bắn ra những mũi tên á. Nó đi một số ít như vậy không nguy hiểm, mà nó đi số đông á, nó bắn rất là khó chịu. Đây là một con infected Weevil. Giờ họ làm những khu vực này nè, nhìn nó có nhiều cái hung lũng. Và rớt xuống những hung lũng này á, sẽ gặp rất là nhiều những con bọ lava. Và trong những thung lũng giống vậy á, bạn có thể gặp được rất là nhiều những thứ mình cần thu thập. Đó, vừa nhắc luôn là một cái răng, cái Mimolot vàng, Mega Mimolot.
Đó, hồi nãy mình lụm lửa trên đây, phần phía trên đây. Bây giờ mình nó nằm phía đây. Các bạn để ý, nhớ kỹ lại nhé. Cái nhiệm vụ hôm nay của mình trong cái tập này á, là mình sẽ đi tắt cái bình bình xịt độc ra đó. Con Ladybug bị nhiễm độc này á, mình không biết nó có hung dữ hay không. Bình thường á, thì nó rất là hiền, nó sẽ không tấn công người chơi. Còn thì con Ladybug nhiễm độc á, mình nghĩ nó sẽ tấn công người chơi. Wow, nó cực kỳ nguy hiểm hơn những con Ladybug thường nha. Nó có thể quăng qua những quả bom với con kiến trong vòng một lát nhạc luôn. Giờ mình mới cho thằng Pi nó ngủ xong. Bây giờ mình sẽ tìm đường đi tới cái bình thuốc phun độc này. Thì theo như các bạn thấy á, cái đường để lên cái bình nước phun độc này á thì chỉ có một hướng thôi. Đó, chỉ có từ đây lên thôi. Bây giờ mình sẽ lên tới đó. Rồi khi mà lên cái chỗ đó rồi đó các bạn. Khi mà muốn lên chỗ đó các bạn chữ chuẩn bị cho mình một cái một hoặc hai cái miếng sinh gum đó nhé. Mình nhảy qua. Ok. Rồi ok. Khi các bạn đã lên đây rồi á, các bạn có thể nó ở trên đây nó cao lắm, các bạn có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong cái khu vườn xương sao này. Các bạn biết Nick Table nè, hôm bữa mình đã khám phá rồi. Cái sandbox nè, mình cũng đã khám phá luôn rồi. Rồi cái bãi rác. Rồi ở trong bãi rác á, thì có một cái đường hầm của Black and Hill. Mình có thể đi vào cái Black and Hill á, tại cái bãi rác hoặc là ngay cái sandbox này. Để mà mình tắt được cái độc này đó. Các bạn nhìn xung quanh các bạn sẽ thấy cái lỗ hở nè. Cái lỗ hở lúc đầu á mình cứ nghĩ là cái bình xịt này từ cái ống xịt nó xịt ra ai nhà đây là có xuất hiện một cái lỗ hở. Mình ghim cái cục bả kẹo cao su vô. Mình cho cái bả kẹo cao su vô. Vậy là mình đã thành công. Giờ mình sẽ đi tham quan lại cái vùng này, cái vùng The Hay này. Mọi thứ đều sáng sủa, không còn chất độc nữa. Nhìn game thấy nó dễ dàng hơn nhiều. Theo mình được biết á, là có một cái phòng thí nghiệm dẫn vô cái đồi kiến đen lòng vòng ở đây nè. Nhưng mà bây giờ mình không thể đi kiếm được tại vì mình quên nó nằm đâu rồi. Đó, Hay Slab, cái phòng thí nghiệm của The Hay. Bạn muốn vào đây á, bạn phải có một trái bom nhé. Mình sẽ cho nổ nó. Nổ banh cái cửa ra luôn. Muốn vào được cái phòng thí nghiệm The Hay này á, mình phải để cái tay vô cho nó scan. Giờ mình sẽ đi khám phá cái phòng thí nghiệm The Hay này luôn nhé. Wendell Lock. Cái này là cái nhật ký của cái ông Wendell gì đó. Trong đây thì có một cái analyzer. Mà mình cần có một cây đuốc. Mình quên thấy chưa? Wow, ở đây có một con robot. Ở đây cũng có một con robot nữa nè. Mà mình tiến vào đây xem có gì không. Ở đây cũng có một cái cuốn nhật ký nữa nha các bạn. Wow, coi chừng nó nổ, các bạn vào đây cẩn thận nhé. Ở đây có nhiều cây nổ lắm. Ở trong đây quá trời luôn. Ở đây thì có một cái cửa nữa. Rồi vào trong đây thì mình thấy có một cái camera nè. Mình nghĩ cái cần gạt này đó để mở cái cổng ở trong phía bên đây à. Hồi nãy mình thấy có một cái đường đi vô nữa đó. Trời ơi đông thế. Mình nghĩ trong đây cứ chạy một mạch qua thôi. Mình để coi trong đây nó có cái gì không đâu. Mình sợ trong đây nó có những cái răng á, những cái sữa Memolock. Phải kỹ kỹ mới được, tại nhiều khi nhà phát hành ta giấu kỹ dữ lắm. Giờ mình sẽ đi sâu vào. Ở đây là một cái đường mới nữa nha. À, đi dưới đây mình cũng cần có một cái dao nữa nha. Cái dao level 2 á. Vậy là mình quên đem hay cái dao level 2 rồi. Tí tí mình sẽ quay lại đó sau. Ở trong đây cực kỳ nguy hiểm luôn. Nếu các bạn chơi ở chế độ thường á thì chắc mình sẽ lấy thì những con rệp này nó sẽ phát hiện mình trước nè. Tiếp theo đến là sẽ những con lava. Các bạn phải đem những vũ khí nào có
có cái sát thương cao nhất á, để bạn tiêu diệt tụi nó được nhanh hơn. Tại vì bạn tiêu diệt tụi nó chậm nó sẽ nổ banh. Ok, con Lilibet này mình sẽ không giết đâu. Máu nó hơi trâu, giết tốn thời gian lắm. À, chưa kể những con đó thì sẽ có xuất hiện những cái nấm phát nổ nữa. Thôi mình sẽ tiếp tục đi. À, nó sẽ bắt mình scan cái tai tiếp. Đi vào đây thì có những con rẹp nữa. Đây là nhật ký vlog của ông Window. Và ở đây có một cái burger chip. Burger chip này á, theo mình biết là khi mà nộp lại cho con robot ở trong cái cây á thì nó sẽ cho mình chế tạo một cái lò. Đó, để mình mở cho cái lò đó cho các bạn xem. Đây cái oven nè. Và cái rider. Các bạn mở hai cái này. Hai cái đó là cũng quan trọng trong cái bản cập nhật mới này đó. Rồi, phòng thí nghiệm The Hive bây giờ đã hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ còn một cái nữa là phần ở phía dưới này. Rồi mình sẽ dùng cây dao level 2 để chặt cái này ra. Và đây có nhện nữa nha các bạn. Mình sẽ bơi nhanh để tránh những con nhện này. Rồi mình phải quẹo bên tay trái. Mình nghĩ là hồi nãy mình nghĩ nó chỉ có một chút xíu vô là hết thôi. Wow, ở trong cái đường hầm này có một cái cục Mimolot nha. Mega Mimolot đó. Hồi nãy mình cũng nghĩ là trong đây sẽ có một cái Mimolot mà không mình không nghĩ sẽ có một cái Mega Mimolot và một cái scrap đúng không ta? À cái giao diện nè. Hồi nãy mình quẹo bên tay trái, bây giờ mình sẽ đi thẳng. Rồi đó, mình đã thấy khu vườn rồi nha. Ok, vậy là xong. Và hôm nay á, tụi mình đã khám phá được cái The Haze và bọn mình đã tắt cái bùng phin nước độc này, và chúng ta đã khám phá thêm được một cái phòng thí nghiệm, đó là phòng thí nghiệm The Haze. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.